để đi hiking, đi leo núi. Chỗ này nó đặc biệt ở chỗ là cái núi mà mình thấy thường thường là đất màu đá, màu núi màu tối đen phải không? Đặc biệt ở chỗ này nó sẽ là đá núi màu đỏ. Nên người ta gọi là Valley of Fire. Đá Valley of Fire, đá thấy không? Đẹp bây giờ. Chỉ có đặc biệt trong đây mới có màu đỏ thôi, còn ngoài kia mình thấy tất cả núi xung quanh đó là nó màu đá, nó màu đen, đá mà núi màu đen đỏ đẹp, mà nó có giống như tầng tầng đẹp lắm. Nên hôm nay mình sẽ, mà khí hậu đặc biệt hôm nay là không nóng lắm, mà gió cũng không có mạnh, có gió mà không có mạnh. Mà đặc biệt hơn nữa là hôm nay em có mới sắm được lông chuột. Có cái này để em nói chuyện nó không có bị rè, không có bị gió. Cái nhà này hả? Nuôi thích nhà nào? Thích cái nhà này hay thích cái nhà này? Thích cái nhà này. Thích cái nhà này nè. Nuôi nói là cái nhà này là mình không cần phải trả tiền, mình free, tại nói chỉ là đá thôi. Đá, Nuôi nói vậy đó. Nhà của Nuôi, Nuôi tả là để đựng cái gì vậy luôn nè. Có chỗ ngủ nữa nè. Chưa? Mà mát thiệt á, mát ghê luôn. Gặp nay khí hậu này mát, không có bị nóng. Không nóng, nóng lắm. Nó chỉ ấm thôi, có gió, đẹp lắm. Mình đi lên đây nha. Lên đây nè, bên đây bè rồi nè. Trời, gió mát quá. Quá đẹp. Nhìn đây đâu cũng sẽ là màu đỏ khúc này. Rất là đẹp. Elephant Rock, núi con voi. Let's go, đến kia. Yeah, đây là con Elephant Rock. Đây cái tượng núi đá hình con voi. Nó nguyên cái hình con voi. Right here. Rồi mình sẽ lên. Mình sẽ rờ chân voi. Yeah. I'm here. Nhà em sẽ picnic ở đây, ăn ở đây. Và đây là người ta hay gọi, cô ta gọi của nó biệt, của nó là Seven Sisters, bảy chị em. Bảy chị em đây chứ không phải là bảy yêu nhìn ở trong tay du ký nha. Cái này là bảy chị em, Seven Sisters. This one, cái small đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, bảy chị em, Seven Sisters. Tưởng lộn như là bảy con yêu nhìn nhện, tay du ký. Mấy ông nghe khoái, mấy ông chạy đây kiếm, kiếm mấy em bảy yêu nhìn nhện. Và ở đây á, chỗ mình picnic á, cái chỗ này nó có cái dãy, mọi người thấy có bàn không? Có bàn cho mình ngồi mình ăn, có mái che, rồi có lò nướng BBQ luôn. Xe mình đậu đó, mình chỉ xuống dưới là nấu nướng, mình mua đồ ăn sẵn cũng được, không muốn nấu nướng cũng được. Có bàn, có ghế, có mái che, rất là mát, có đá hai bên, gió thổi. Đầu khiêng đồ xuống. Tê, tưng đâu mặt. Chết. Wow, mấy chú vậy? Dạ không có. Không có đó, giấy dòng nít này nó không có thú gì trong á. Bật lửa lên.
Dạ. Chỗ này chi lý tưởng luôn các bạn, khỏi sợ nhúc nhích gió bay gì. Nuôi con gì nuôi? Đi với chị hai đi dự kiến đi. Vâng. Đi kiếm đi. Mẹ để không mẹ? Hả? Thì em ra ngoài đây em làm món là cá chiên tươi thôi, chiên cho giòn lên ăn với cơm, chay nước mắm tỏi ớt, xòi bầm ra. Rồi với món cái thứ hai nữa là cá chiên cuốn bánh tráng rau sống chấm nước mắm tỏi ớt luôn. Đơn giản chỉ hai món. Một món cá nhưng mà làm được hai món cơm hoặc là bánh tráng cuốn rau sống. Dễ thương. Mua cho Costco một thùng xoài 6 trái 4 đồng 39 cent. Mà lựa lắm mới được hai trái sống cứng ngắt này nè, còn như là chín không à. Nên em lấy 4 trái chín để ăn à, ăn chín, còn hai trái sống mà để mình ăn cơm. Giờ gọt ra. Xoài này mà chấm nước mắm đường ha, ngon hết sảy. Trứng ghê luôn, ngon. Việt Nam mình nghe nó có giống xoài Đài Loan, xoài gì không biết mà đấy trái nó bự bằng cái tự ăn cơm luôn á. Trái nó lớn có thể mấy kilo. Eo kiến nè, đập nó. Kìa hai ba con kìa. Đập. Cái gì đâu vô đi chơi. Có lên đây. Cái trái này bỏ ra cái nó giòn hết trơn. Giờ đây là mình ăn món trước tiên là bánh tráng cuốn sống lên. Đó, dưa leo. Mình sẽ bỏ miếng dưa này. Xoài sống. Đó. Vậy miếng cá, bóc tay luôn. Rồi, cái đầu nó giờ lùm đảo quá. Trời ơi, ngon không? Chín rồi nè. Cái đường hồng mập lù. Bỏ miếng bún vô. Mình ăn khoái ăn phải ăn cuốn phải có bún. Ăn thôi. Ngon quá. Có xoài chua chua. Đồng thời đủ loại leo. Đặc biệt ăn có miếng bún nó ngon ghê. Ngon. Tô nước mắm mà ớt khủng khiếp không? Đây là món thứ hai cũng không có kém phần hấp dẫn.
Cơm. Đó, cơm. Cá vô. Cá vô đây. Ngon quá. Vô gấp miếng xoài vô. Ôi ôi. Đây, lấy cái muỗng chay nước mắm vô ăn thôi. Em cái muỗng này đây. Không. Mèo. Rưới lên. Mèo, mèo. Mèo. Này này này. Lấy với con này. Mời cả nhà. Miếng cơm, miếng cá, miếng xoài, nước mắm ớt. Em lấy. Ngon quá. Không, cá nè. Cái điều hầm một đống thịt luôn á. Nước mắm á, cay cay, chua chua, ngọt ngọt. Và cộng thêm xoài nó giòn giòn mà chua chua ngọt ngọt nữa. Thế nó không có thể nữa. Rất là hấp, rất là ngon. Giờ mới biết cái miệng em ăn nó xấu dễ sợ. Nhưng cái mũ bự gì mà ăn hết.